Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 19 tháng 11. Xe tạm đình chỉ công tác với lãnh đạo quản lý thị trường nếu để xảy ra vi phạm về xăng dầu. Bộ Công Thương vừa có công điện yêu cầu giám sát các thương nhân đầu mối, công ty con, chi nhánh thương nhân đầu mối. Thương nhân phân phối có trách nhiệm thực hiện đúng biên bản cam kết đã ký về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Bộ Công Thương trước đó. Rà soát, kiểm tra việc cung cấp, bán xăng dầu của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm đối với việc ngừng, không cung cấp xăng dầu. Bộ Công Thương yêu cầu người đứng đầu cơ quan quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý hoặc không hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ, Bộ Công Thương sẽ tiến hành tạm đình chỉ công tác với người đứng đầu cơ quan quản lý thị trường theo quy định. Hơn 3.600 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường bị phạt trên 20,4 tỷ đồng. Bộ Công an đã có báo cáo sơ kết 1 tháng triển khai kế hoạch về tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, trong hơn 1 tháng từ 7 tháng 10 đến 15 tháng 11, Công an các địa phương đã kiểm tra 482.003 lượt cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy, chữa cháy. Cơ quan Công an kiểm tra 95.246 cơ sở được phân cấp quản lý, Ủy ban Nhân dân cấp xã kiểm tra 386.757 lượt cơ sở được phân cấp quản lý. Đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường đã thực hiện kiểm tra đối với 100% cơ sở. Trên cơ sở kiểm tra đã phát hiện 113.031 thiếu sót, vi phạm và thực hiện xử lý vi phạm. Cụ thể, xử phạt 17.714 trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy với tổng số tiền trên 141,5 tỷ đồng. Trong đó xử phạt 3.675 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường với tổng số tiền phạt trên 20,4 tỷ đồng. Tạm đình chỉ hoạt động 1.888 trường hợp, trong đó tạm đình chỉ 1.472 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Đình chỉ hoạt động 765 trường hợp, trong đó đình chỉ 573 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Có 6.664 cơ sở ngừng hoạt động để khắc phục tồn tại, vi phạm theo kiến nghị của các cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, trong đó có 2.758 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Đặc biệt, đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với 1.224 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường đã bị đình chỉ hoạt động, ngừng hoạt động. Thành phố Hồ Chí Minh giảm kẹt xe nhờ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị với hệ thống ITS hiện đại. Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông linh hoạt cho phép tự động điều chỉnh các thông số điều khiển như thời gian chu kỳ đèn, thời gian đèn xanh, số pha điều khiển, trình tự pha điều khiển, lệch thời gian đèn xanh để thích ứng với lưu lượng giao thông thay đổi theo từng thời điểm và ưu tiên cho các phương tiện giao thông công cộng, đã giúp Thành phố Hồ Chí Minh giảm thiểu được kẹt xe, ùn tắc trong thời gian qua. Cụ thể, hệ thống này sẽ phân tích và điều khiển tín hiệu giao thông phù hợp tại 216 nút giao thông trọng điểm nằm trên 36 km² khu vực các tuyến đường trung tâm thành phố. Nhờ đó, các phương tiện lưu thông với vận tốc trung bình 30-35 km/h sẽ có thể lưu thông thuận lợi qua nhiều nút giao thông liên tục trên các tuyến đường trong điều kiện lưu thông thông thoáng. Theo Sở Giao thông Vận tải, dự báo từ mô hình mô phỏng đến năm 2025, nhu cầu giao thông tại thành phố sẽ đạt trên 41 triệu lượt đi lại ngày. Sự gia tăng nhanh chóng phương tiện cơ giới cá nhân đã dẫn đến tình trạng quá tải nghiêm trọng cho mạng lưới đường giao thông đô thị, đặc biệt trong giờ cao điểm. Cũng nhờ hệ thống giám sát này, tính từ tháng 6 năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt đã trích xuất 73.256 trường hợp, xử phạt được 19.902 trường hợp với số tiền xử phạt trên 33 tỷ đồng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Hãng truyền thông nhà nước KCNA ngày 19 tháng 11 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết chống lại các mối đe dọa hạt nhân của Mỹ bằng vũ khí hạt nhân khi ông thị sát một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mới của nước này. Triều Tiên đã thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào ngày 18 tháng 11, hướng ra vùng biển của Nhật ngay sau khi cảnh báo về những phản ứng quân sự quyết liệt hơn đối với việc Washington tăng cường hiện diện an ninh khu vực.
Với sự có mặt của vợ và con gái, ông Kim cho biết các mối đe dọa từ Mỹ và các đồng minh theo đuổi chính sách thù địch đã thôi thúc Triều Tiên đẩy nhanh đáng kể việc củng cố khả năng răn đe hạt nhân áp đảo của mình. Ủy viên Thương mại EU cam kết sự hỗ trợ vững chắc cho Ukraine. Ngày 18 tháng 11, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu EU Vandis Zombrovski đề nghị cung cấp cho Ukraine sự ủng hộ vững chắc của khối 27 quốc gia, đồng thời lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Denis Mihan, ông Zombrovski cho biết đã thảo luận về các bước tiếp theo để cung cấp hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Kiev vào năm 2023 và việc Ukraine hội nhập chặt chẽ hơn với thị trường nội khối EU. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.